Xin chào, Đắk Nông là một tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên, miền Trung, Việt Nam. Năm 2020, Đắk Nông là tỉnh, thành Việt Nam Đông thứ 57 về số dân, xếp thứ 52 về tổng sản phẩm trên địa bàn GDP, xếp thứ 47 về GDP bình quân đầu người. Mức độ tăng trưởng kinh tế tỉnh Đắk Nông đứng thứ 2 khu vực Tây Nguyên và đứng thứ 18 so với cả nước. Với 637.905 người dân, số liệu GDP đạt hơn 35.000 tỷ đồng tương ứng với 1,52 tỷ đô la Mỹ, GDP bình quân đầu người đạt 48,83 triệu đồng tương ứng với 2.123 đô la Mỹ, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 4,65%. Đắk Nông nằm ở cửa ngõ phía Tây Nam của Tây Nguyên, trung tâm tỉnh Đắk Nông là thành phố Gia Nghĩa nằm cách thành phố Buôn Ma Thuột với chiều dài 125 km theo đường quốc lộ 14, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 250 km về phía Nam, cách thành phố Đà Nẵng 689 km về phía Bắc, cách thủ đô Hà Nội 1358 km về phía Bắc. Nét đặc sắc của Đắk Nông có lẽ vẫn phần nào là rất nhiều của Đắk Lắk do một thời gian dài tỉnh này là một khu vực của Đắk Lắk. Vùng đất này có nền văn hóa cổ truyền khá đa dạng của nhiều dân tộc đậm nét truyền thống và bản sắc riêng. Nơi đây còn lưu giữ nhiều pho sử thi truyền miệng rất độc đáo như sử thi đam san dài hàng ngàn câu. Các luật tục cổ, kiến trúc nhà sàn, nhà rông và tượng nhà mồ còn chứa bao điều bí ẩn đầy hấp dẫn. Các loại nhạc cụ dân tộc từ lâu đời đã trở nên nổi tiếng và là niềm tự hào của cả vùng Tây Nguyên, của văn hóa dân gian Việt Nam. Bộ đàn đá của người Mơ Nông, bộ chiêng đá được phát hiện tại Đắk R'lấp có niên đại hàng ngàn năm về trước, đàn tơ rưng, đàn clông pút, đàn nước, kèn, sáo. Nếu đúng dịp, du khách sẽ được tham dự những lễ hội độc đáo còn nguyên chất dân gian. Trong lễ hội, cả buôn làng cầm tay nhau nhảy múa xung quanh đống lửa theo nhịp của cồng, chiêng. Video đến đây là hết. Đăng ký kênh để biết thêm nhiều kiến thức mới mẻ và bổ ích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.